Xin chào các bác, xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi xin nói đến một việc mà lâu nay nhiều người thắc mắc. Đó chính là cái sâm tiên mao và sâm cau đen. Thì cái lá sâm tiên mao đây các bác nhé. Hôm nay tôi mang về đây, nhiều bác thắc mắc cái lá sâm tiên mao thì chưa biết nó như thế nào. Đây, đây hay còn gọi là sâm cau nhé. Thì đây, đây cái củ nó đây cho nhé, củ đây, đấy các bác nhìn đâu, đây nhá, đưa sát vào ống kính này các bác nhìn này, đấy, thì đây là cái củ nó lúc bé đây nhá, trên tay tôi đang chỉ đấy, và đây là toàn bộ cái thân nó đây, và đây là lá sâm tiên mao nhá, hay còn lại gọi là sâm cau. Thì cái nguyên nhân tại sao lại gọi là sâm cau, vì là người ta thường hay dùng cái củ này này, và thấy có tác dụng rất là tốt, thì thường gọi là củ sâm. Và cái lá này thì nó giống, các bác thấy không, nó có một phần nào đó giống cái lá cau. Chính vì thế cho nên người ta mới gọi nó là cái sâm cau nhé. Còn một số cái lý do khác thì tôi cũng chưa được rõ. Thì cái lá sâm cau này lớn lên thì nó sẽ to một chút nữa và nó có cái hoa vàng ở thân này nhé. Thì đây là cái cây còn bé, tôi nhổ về nó hơn như còn bé, chưa ra hoa được. Thì đấy, đây và đây là cái củ của nó nhé. Thì trong sách của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi đã nói rất rõ về cái sâm cau này, hay còn gọi là ngải cau, tiên mao. Thì trong hôm nay trong cái video này thì tôi sẽ nói rõ hơn cho các bác thấy là cái củ và cái lá. Đây củ nó có cả củ to, củ bé nhé, không phải là lúc nào cũng có những củ to như này đâu nhé. Đấy, này. Và hai nữa là củ nó chỉ tầm này thôi. Còn loại đây, đây là một củ rất to rồi này các bác này. Đó. Có thể dài tới đến gang này này, 20 cm đấy nha, gang đấy. Thì đây là một loại củ to này. Thì thường ấy thì mọi người hay sử dụng cái sâm cau là bằng cách là phơi khô, sau đó thì sao vàng, hạ thổ và ngâm rượu. Và cách thứ hai là dùng để ngâm rượu trực tiếp. Thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ ngâm rượu trực tiếp bằng cái sâm cau tươi cho các bác xem. Ngâm cau tươi thì cũng đơn giản lắm. Đây, đây là 1 cân sâm cau tôi đã loại bỏ sạch đất cát rồi nhá, và cân lên thì còn 1 cân, có nghĩa là phải độ tầm 1,5 cân 2 cân sâm cau có mua về thì các bác mới lọc được 1 cân sâm cau sạch và đẹp nhá. Đấy, cho nên thường thường các bác mua 1 cân đấy thì các bác lọc và rửa đi thì còn khoảng 1/2 cân thôi, còn bác nào mua 2 cân thì lọc và rửa đi thì các bác còn được khoảng 1 cân nhá. Sau khi mua về sâm cau về thì nó còn rất là bẩn, thì các bác ngâm vào nước khoảng 1 ngày, sau ngày hôm sau thì các bác rửa đi thì bác nào cẩn thận thì các bác thì ngâm nước hoa gạo 1 ngày 1 đêm nữa, còn không thì bác cứ rửa xong là bác để róc nước nhé, róc nước xong là để nó róc nước xong bác cho vào ngâm rượu, hoặc bác có thể mang ra phơi khô, đấy là tùy các bác sử dụng. Thì sâm cau đen nó có tác dụng gì? Thì sâm cau đen thì là treo như sách của tiến sĩ giáo sư Đỗ Tất Lợi và kinh nghiệm của dân gian, thì người ta dùng vào việc là chữa liệt dương, chữa đau lưng, mỏi gối, và dùng để ngoài để chữa các cái vết thương hở hoặc là ngứa. Nên ngoài ra thì còn một số cái biện pháp khác nữa, nhưng mà tôi không trình bày trong cái video ngày hôm nay. Cái sâm cau đen này là một loại sâm mà ít người sử dụng vì là trông thì nó xấu, với hai nữa là nó cũng không được đẹp. Nhưng mà hiện nay thì dân chúng ta bắt đầu dùng nhiều vì thấy cái tác dụng rất tốt của cái sâm cau này nhé. Đấy. Thì các bác có nhu cầu mua cái sâm cau đen ấy thì liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bác ấy, 0932340345. Thế còn bây giờ thì tôi sẽ làm một số cái động tác để các bác xem về cái cách ngâm rượu cái sâm cau đen này nhé. Sâm cau đen như vừa trình bày trước các bác ấy, các bác mang về các bác ngâm nước 1 ngày, sau các bác rửa sạch đi nhá. Rồi sau khi rửa sạch xong thì các bác để ráo nước nhé, thật khô vào. Sau đó thì các bác hãy cho vào bình ngâm rượu nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cho vào bình ngâm rượu các bác xem nhé. Rồi. Không có gì khó đâu các bác. Các bác có thể cho lẫn lộn hoặc là các bác xếp theo thứ tự nhé. Rồi thì nếu xếp theo thứ tự thì các bác nên xếp củ to ở ngoài, củ bé ở trong. Còn nếu không thì cứ cho lẫn lộn vào nhé. Rồi, đối với tôi thì chắc là thôi nhanh chóng ta cứ cho tất vào ạ, bởi vì cũng không cần cầu kỳ lắm. Nha. Thì tôi sẽ dừng cái video đây để tôi cho hết rồi nha các bác xem nhé. Đây, 1 cân sâm cau
sau khi rửa sạch là 1 cân các bác nhé. Sau khi rửa sạch là 1 cân có nghĩa là phải khoảng độ gần 2 cân, gọi là 2 cân nhé. Trước khi mà các bác còn nguyên cả đất rễ, các bác về các bác nhặt sạch đi thì còn như thế này nhé. Thì đây tôi cho vào cái bình 5 kg đấy, thì sau đó ta sẽ đổ ngập rượu lên phía trên này, đậy nắp lại và dán nhãn lại. Đối với hàng tươi thì các bác cứ ngâm trong thời gian 3 tháng nhé các nhé, cứ để 3 tháng uống ngon ngon các bạn, rượu sâm cò uống rất thích và rất ngon nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đổ rượu vào cho các bác xem nhé. Rồi à, chúng ta cùng đi rồi sẽ đi lấy rượu. Lấy rượu tôi đổ vào nhé. Đây các bác, rượu đây. Các bác dùng cái rượu không nên nặng quá nhé, tầm 40 độ là được rồi các bác nhé. Đây các bác tiếp tục cho rượu vào. Đấy. Rồi. Đây như này là được một bình sâm cao rồi các bác nhé. Rồi ta đậy nắp lại và nhãn dán nhãn là xong nhé. Rồi. Rồi đây nhá, bác nào có nhu cầu mua cả cái bình này thì cũng liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại 0932340345 nhá. Hôm nay là ngày 8 tháng 6. Hai nghìn mười tám bác nhá. Rồi dán cái nhãn lên đây. Rồi các bạn, đấy là hoàn thành một việc ngâm rượu ở bình sâm cao ngâm rượu nhé. Rồi các bác cái này các bác để trong bóng tối dâm mát là được, để dưới nền đất nhé. Sau 3 tháng nữa thì các bác mang ra dùng xem chất lượng rượu nó như nào. Rồi đây là cái củ sâm cao, đây là cái đĩa sâm cao chọn nhé. Chọn rồi bác nhé, nó mới đẹp này đấy. Chứ không phải là hàng không chọn đâu nhé. Rồi xin cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi nhé. Các bác ủng hộ chúng tôi bằng cách là hãy đăng ký kênh để luôn luôn nhận được những video mới nhất. Và cách thứ hai nữa là các bác nào có biết cách chế biến tốt hơn của cái sâm cao đen này thì cũng nói cho chúng tôi biết cách để phổ biến cho mọi người nhé. Rồi các bác nào có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ cái số điện thoại là 0932340345 nhé. Chúng tôi có rất nhiều cái đồ ngâm rượu và những cái thảo dược quý phục vụ các bác nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.